hết mến chả qua là chuyện bình thường. Đã chẳng đồng hành thì đường ai nấy đi. Chả hết một lần chẳng nợ gì nhau. Chẳng phải là tội của người bạn buồn, cũng chẳng là tội của người giao đường. Người bán người mua trả lại người cho, người lớn chớ có bày đàn chen ép áp đặt kẻ nhỏ. Chưa chút cái gọi là tình người. Vậy có khác chi thành trần, chết luôn chén cơm nhọc nhằn. Vậy ai sai là người hay ta? Thôi nay ta đem tra hết, không mang ơn không giao tình. Chia đôi đường. Thôi nay ta đem tra hết, không mang ơn không mắc nợ. Chờ oan trách, tra hết tính lương tất cả, để cho trái tim ta nhẹ nhàng. Đường rộng để ta thênh thang, còn đó chút ít tình người thì hãy lắng nghe một lời. Đừng ép người vì sinh nhai. Bây giờ con muốn gì? Dám để đồ đây không? Hết mến dám để đồ đây không? Là chuyện bình dám thường không? Đã chẳng đồng hành thì đường ai nấy đi. Trả hết một lần chẳng nợ gì nhau. Chẳng phải là tội của người bạn buồn, cũng chẳng là tội của người giao đường. Người bán người mua trả lại người cho, người lớn chớ có bày đàn che ép áp bức kẻ nhỏ. Chưa chút cái gọi là lương tâm. Vậy có khác chi thành trần, chết luôn chén cơm nhọc nhằn. Vậy ai sai là người hay ta? Thôi nay ta đem tra hết, không mang ơn không giao tình. Chia đôi đường. Thôi nay ta đem tra hết, nghe chưa? Nếu cháu đặt không mang ơn không mắc nợ, tôi cũng sẽ gọi công an. Chờ trách oan, tra hết tính luôn tất cả, để cho trái tim nhẹ nhàng. Đường rộng để ta thênh thang, còn đó có chút tình người thì hãy lắng nghe một lời. Đừng ép người vì sinh nhai. Dám không? Trả hết cho người, sợ lắm trên môi tâm thiện.
phần con phần người tranh vênh. Còn chút lương tâm con người đừng ép kẻ yếu hơn mình, vì nay là người mai ta trả hết cho người. Sợ lắm trên môi tâm thiện, phần con phần người tranh vênh.